Ở Singapore thì có rất là nhiều quán nổi tiếng chuyên bán tempura, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa. Mà tôi vừa phát hiện ra một quán Nhật chuyên bán tempura đầu tiên ở Sài Gòn. Đi qua ngã tư Trần Hưng Đạo và Huỳnh Mẫn Đạt thì có ai thắc mắc ở đây có bán gì không? Tiệm này thì có tên là Uchi, một quán Nhật chuyên bán các món tempura. Theo mình thấy thì quán đẹp từ trong ra ngoài, nếu không gian bên ngoài rộng rãi thoáng mát, có không gian bếp mở tách biệt một góc dễ dàng quan sát và không bị ám muội. Còn không gian bên trong thì ấm áp, decor xinh xắn, có thể đi một mình hoặc là đi với nhóm nhỏ nha. Có cả khu vực tự pha nước chấm với rất là nhiều loại phù hợp với mọi sở thích. Do trời mưa cho nên mình chọn ngồi bên trong. Mà trời mưa đi ăn tempura cũng hợp lý ha, vì bản chất tempura là đồ chiên nên phải ăn liền mới nóng giòn mới ngon. Đồ chiên thì ăn rất là dễ ghiền nhưng mà cũng rất là dễ ngán, vậy nên ở đây có những set cơm mix với tempura ăn kèm với sốt ngon mà cũng đỡ ngán. Phần này thì có hai loại sốt, một là ten đông với nước hầm từ củ cải rưới sẵn vào cơm và tempura, hai là ten xìu dùng để chấm với tempura để giảm đi độ ngấy của tempura. Set này dùng để ăn no thì cũng khá là hợp lý. Chả ghẹ chiên xù với sốt cực kỳ ngon và béo, sốt sền sệt béo ngậy kết hợp với vỏ ghẹ bên ngoài chiên vàng giòn bên trong đầy ụ nhân. Cơm cuộn giá cá hồi này ăn béo béo khá là ổn áp nha. Còn đây là phần tempura hải sản thập cẩm bao gồm có tôm, bạch tuộc, sò điệp và các loại rau củ chấm với sốt ten xìu và một ít gừng. Phần rau tuộc thì giòn da sực sực, bánh bắp cheese thì béo béo. Phần sò điệp tươi rói và cực ngọt thịt. Ở đây thì còn có mì udon với miếng xá xíu nạc mỡ xen lẫn và được hầm mềm rục luôn nha. Nhìn chung thì mình thấy tempura đây khá là ngon. Menu thì đa dạng, sốt cũng đa dạng cơ mà ăn nhiều thì sẽ hơi ngán do tính chất là đồ chiên. Mọi người lưu ý nha.